mọi người nha. Nay mấy anh bên trang trại chuẩn bị xay thức ăn cho heo ha. Thì bữa nay giới thiệu với mấy anh em về cái máy xay này. Coi cái chất lượng xay của nó làm sao ha. Rồi nó xay ra có được nhuyễn hay không, xay đồ cứng đồ mềm như thế nào. Anh em theo dõi nha, có gì sau này anh em bên trang trại có cần làm thì dựa vào cái thiết kế gì mà mình làm ha. Đây là cái mua tua dưới, mua tua là mấy ngựa anh? Anh cái mua đợi mỗi cái gì? Chà, cái mua tua này chắc cỡ mấy ngựa đó, cho ngoài hết không nha. Ngựa này lớn nha anh em. Còn cái số này luôn, nó sẽ lem mẹ nó trơn rồi. Nó mờ hết trơn rồi. Trong này thì nó có 3 gang nha. 3 gang cắt. Rồi, ok. Bây giờ là anh kim điện rồi, chuẩn bị là xay ra mọi người. Máy này đó mình làm cái gì?
gì chưa? Sẵn rồi mà chỉ lấy một cặp không là tốt. Thứ hai nữa là về mặt tinh thần, đoàn kết để mọi người đóng góp chút xíu làm cho chú Mỹ được một cái tiếng cao chút xíu nữa, chứ đừng có đâm trọt rồi xé sóc rồi mét không chi mà đó hết, đó là sự thật. Cái tao muốn rồi, thấy cái hồ rồi, quen quen rồi. Vậy chúng tôi rồi. Thấy nó biết rồi. Đây mọi người, giờ mình sẽ đi với anh đi cho heo nhỏ ăn. Đây là sắp heo nhỏ nha mọi người, heo con nha. Cái heo heo nhỏ này mình cho ăn thức ăn nha mọi người. Đã không? Để. Đây là cái lớp heo nhỏ nha mọi người, heo heo con nha. Mình bổ sung thức ăn đang cho nó mau lớn chút xíu nha mọi người, với lại đang cho nó quen cái thức ăn khi mình trộn vô rau củ sau này á. Sau này cái lượng thức ăn càng lớn mình sẽ càng giảm lượng thức ăn lại mà mình cho nó ăn rau củ nhiều hơn. Trong khi đó những con heo mà ở trong chuồng kìa, mình cũng vẫn cho ăn thức ăn. Những con heo nái đang giữ con á mọi người, nó cần sữa cho nên mình phải bổ sung thức ăn để cho nó tạo sữa tốt hơn nha mọi người. Khá là hung dữ nha mọi người. Nó đang giữ con nè mọi người. Tất cả cái láng này là đều là những cái chạy giữ con hết. Mọi người thấy lông bờm ở trên của nó không? Nó rất là nhát nha mọi người. Ăn mà nó canh chừng nè.